Người dân mua gì nhiều nhất tại siêu thị trong kỳ nghỉ lễ? Sức mua tại các siêu thị tăng vọt trong kỳ nghỉ lễ kéo dài. Có những hệ thống bán lẻ ghi nhận sức mua tăng cao kỷ lục. Sức mua tại các siêu thị tăng vọt trong kỳ nghỉ lễ và mặt hàng nước giải khát. Trái cây được chọn nhiều nhất vì thời tiết nắng nóng trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày vừa qua. Các hệ thống bán lẻ của Sài Gòn Co. Op, Co, Op Mart, Co, Op Stra, Co.op Food ghi nhận lượng khách tăng khoảng 20% so với ngày thường, đặc biệt giá trị giỏ hàng tăng khoảng 40%. Theo đại diện Sài Gòn Co.op, diễn biến này được lý giải là vì hệ thống đã bơm mạnh khuyến mãi vào thời gian nghỉ lễ. Giá trị hóa đơn càng cao, khách hàng càng hưởng nhiều ưu đãi như mua hàng giá không đồng, tặng quà được thiết kế dành riêng cho kỷ niệm 35 năm thành lập Sài Gòn Co.op. Vì thời tiết nắng nóng, kênh mua sắm trực tuyến Co.op Online ghi nhận lượng khách hàng tăng 50% so với tháng trước. Mặt hàng được lựa chọn chủ yếu là nước giải khát, trái cây giải nhiệt như dưa hấu, bưởi, cam, táo. Co, Ốc Mát, Co, Ốc Stra, Co.op Phúc huy động tối đa đội ngũ nhân viên giao hàng để không tồn đọng bất kỳ đơn nào trong ngày. Co, Ốc Mát cũng tổ chức những chuyến bán hàng lưu động ngay trong dịp này để khách hàng hạn chế tối đa việc di chuyển, tránh nóng. Riêng đối với Co, Ốc Mát các tỉnh, đặc biệt ở những nơi như Huế, Quy Nhơn, Quảng Bình, Cần Thơ đã đón lượng khách du lịch đến siêu thị tham quan và mua sắm. Sức mua và giá trị hóa đơn cũng tăng hơn 50% so với ngày thường. Những siêu thị nơi đây đã linh hoạt tổ chức những lễ hội đặc thù địa phương để đón khách như lễ hội bánh dân gian Co. Ốc Mát Cần Thơ, lễ hội ẩm thực Co. Ốc Mát Sa Đéc, tuần lễ trái cây nhiệt đới. Hệ thống siêu thị Winmart cũng cho biết từ tháng 3 tới nay, thị trường nước giải khát đang trở nên sôi động ngay khi vào hè. Tại thời điểm này, hệ thống siêu thị, cửa hàng Winmart, Winmart, Win đang bán chạy nhiều mặt hàng như nước hoa quả, nước có ga, nước tăng lực, trà. Theo ghi nhận, ngành hàng nước giải khát tăng trưởng khoảng 4% so với giai đoạn cùng kỳ 2023. Với tình hình nắng nóng kéo dài, sức mua của ngành hàng đồ uống đang có xu hướng tăng và được dự đoán sẽ tiếp tục tăng cao trong tháng 5. Tại hệ thống siêu thị Điện Máy Xanh, đại diện truyền thông của nhà bán lẻ này cho biết sức mua dịp lễ năm nay tăng 17% so với cùng kỳ. Đây cũng được đánh giá là số tăng khủng của chuỗi, trong bối cảnh số lượng cửa hàng đã giảm so với năm 2023.